Rồi chào tất cả các bạn nha. Đó, cái đó là ghe cá khờ, lại mua cá khờ đó, hai mẹ con siêu mẫu. Còn hôm nay xin giới thiệu là bà Ba Giang Hồ. Bà mua bánh mì đồ đầy đủ không? Nói chung là bữa nay là ngày mà cô Ba Giang Hồ mình đếm tiền đó bạn ơi. Bữa nay cô Ba bán sức bè cá. Thì tầm một tháng trước đó thì cô Ba cũng bán sức một bè cá rồi, nhưng mà bè cá trong. Còn bữa nay thì sức bè cá ngoài. Ở gì bà Ba? Anh thằng ơi, bữa nay tiền nhiều quá làm sao ngắt xỉu hay sao trời? Em giới thiệu không có xỉu. Ừ, thằng ơi trời. Dép thì họ bên quèn cũ rồi, mang dép lại bà hai về đó. Không có, quá. Nãy giờ mình đợi bà Ba xuống luôn, bạn đi chung chiếc xuồng nè, nãy giờ đúng 2 tiếng hồ đó. Đi cái xuồng của tèo Ba Phát nè. Tèo, cái xuồng của tèo Ba Phát thì cũng giống như xuồng của cũ cá sủ vậy đó, rất là gọn gàng sạch sẽ và rất đẹp. Ủa thấy không, nhất mỗi ba nhiều mỗi bốn mà mới này còn thấy thấm thoát nhanh ghê không. Mới hơn là khoảng tháng trước cô Ba có sức bè cá, bây giờ bắt đầu tới sức bè cá phía ngoài. Cái đó họ cũng mới lên tới bằng họ gùng lưới trước, nhưng mà ghe chưa tới. Ghe thì họ với bè của dì Tí cũng đang bắt cá dưới á. Mình nghe nói thì bữa nay họ bắt đâu khoảng 2 tấn mấy à. Tại bắt cho cái số lượng đủ số lượng giao cho mối mà. Ở bè gì Tí thì họ đang bắt coi đâu nghe nó còn khoảng 3-4 tấn gì đó. Rồi lên đây bắt thêm khoảng 2-3 tấn nữa cho đủ số lượng á. Rồi mấy ngày sau thì họ mới lên bắt hết một lần nữa. Tức là nói chung chung thì mỗi lần một cái ghe mà họ bắt cá thì họ bắt đại khái khoảng đúng khoảng 6-7 tấn á. 6-7 tấn cá đó để đủ số lượng mà họ giao cho mối à. Rồi ơi, xuồng của tèo Ba Phát ba trái dừa luôn, gặp đang khát nước luôn, quậy đường đập đá vô một cái tới nái luôn. Còn đó chân tim nào không ơi, các bạn qua xin bà hai đàng hoàng à, bà trò mới hái đó. À, rồi sức bè cá ở đây nè. Thẳng mới cá con gì không đẹp. Thằng ơi, quốc con ly rượu ngói ông đại ca. Thôi đại ca giờ khỏi nhậu luôn là được rồi, vì quốc con ly một ói. Ủa, bên đây thì gạn cá, còn bên kia thì cao thủ Võ Lâm đang ngồi câu cá kìa, Khương Tử Nha. Còn bên đây thì chị Nương cũng đang bán mấy cá đuôi hồng khờ á. Mấy cá cũng tầm nửa ký hơn nữa, nó dạng nó yếu đó. Rồi mình vớt lên đó, mình ướp đá, rồi mình căng cho hai chồng mua cá khờ nè. Thì giá nó sẽ thấp hơn. Mấy cá đuôi hồng cả đó bạn, nếu mà chết uổng lắm luôn, thấy tiếc á. Tại vì đâu có tầm nửa tháng là có thể mình bán cho mối giống như bên đây rồi nè. Mà tự nhiên nó bệnh hay là đại khái nó mệt, nó yếu á, nó ngủm. Ủa cá thấy hàm không? Hên là cái mối này nè, thu mua này nè, họ có đội quân hùng hậu của họ hết, đầy đủ hết. Bởi vì mình không cần phụ gì hết á. Có người họ tự làm hết à. Cái này cũng phải tùy theo mối. Có mối thì ở đây phải tự xử hết. Nhưng có mối thì họ có mướn người bạn, họ làm hết luôn à. Thì cái giá cá thì mấy bạn thông cảm giùm mình nha, mình không có nói cụ thể được. Nhưng mà nói chung á thì năm nay cái giá cá rất là tương đối cao bạn. Bởi vì cái nghề nuôi cá bè này thì nhìn chung ai cũng có lợi hết á. Nó cao nhất trong mọi năm, người dân nuôi cá bè năm nay cũng đỡ. Giá cá tương đối là cao. Còn đợt sau thì mình không biết nha, tại cái giá cá thì nó hơi tế nhị, bởi vì mình không có nói được, các bạn thông cảm giùm mình cái vụ đó. Nó hơi qua chạm giữa những người ta thu mua cá nè mà. Chứ mua thêm một phần nữa thì cái năm rồi những năm nay cái giá thức ăn cũng lên rất là cao à. Cũng đỡ là cái giá cá nó cũng lên theo. Chứ không thôi mà nếu mà giá cá nó không lên theo á là mấy người nuôi cá bè này phá sản thiệt chứ không phải chơi đâu. Tại thức ăn á, năm gọi năm nay nó lên quá trời luôn. Thì ơi, cứ đâu làm gì làm đi, thế giới này để cũ có sủ lo. Giờ họ cũng đang lón xong lưới trắng trắng, lưới dày. Lón qua đừng cho nó chóc dãy sần sùi rồi nè. Cái lưới thừa mình đang nuôi hiện tại nè, nếu mà cá mình dồn lại nhiều quá thì đâm ra nó bị chằng chóc dãy
Ồ khúc sao bạn coi nó quá trời lón xong nè. Tại bắt tương đối ít đó, khoảng 2 tấn mấy rồi, bởi vì họ lón mau lắm. Lón chỉ một mớ thôi, còn phía ngoài này còn dữ lắm. Cái bè này theo cô ba đón thì khoảng 8-9 tấn cá. Có thể ít hơn cái bè trong đây một chút. Tại do cái số lượng phía bè ngoài là lúc mà thả cá con nó chết hơi nhiều. Ôi thấy luôn, lội ngự chân. Đã không? Chưa đâu, một hồi họ gạn lại kìa, bạn thấy nó dữ dằn, nó sôi sôi, còn đẹp lắm, mê lắm. Lòn vô cái lưới trắng hết rồi đó. Mình lòn cái này thì dễ nhanh lắm mọi người. Mình chỉ cần căng cái lưới trắng ngang phía đầu bè này nè ha. Rồi mình nịch dài khúc, dài cái lón, cuột dài cái lón vô cái bí của cái lưới bè đó đó. Là bắt đầu mình phân cái lưới bè của ngoài lên, bắt đầu là cá nó sẽ tràn vô cái lưới trắng này hết. Giờ dạng như mình mới lón xong mình chờ đợi đó cho con cá nó mạnh hẳn rồi đó, bắt đầu mình mới lón lại, mình xúc, mình căng. Nhanh tốc hành luôn. Mình không làm được không? Mày không? Hay cái này đại cà lộc mình có ướt áo gì không? Dơ gì không? Bởi vì làm rất là nhanh, gọn lẹ. Có làm gì đâu nha. Có làm gì đâu nhanh. Bây giờ đang đợi cái ghe cá dưới đó mà, cái bè có gì tí á. Họ xúc gần xong rồi đó. Bắt đầu họ chạy ghe lên đây, bắt đầu là mình căng. Dạng trong thời gian chờ đợi thay vì họ đợi làm xong dưới á thì lên đây họ cho vài người lên đây nè để lón này trước. Để cá nó đỡ mệt đó, kiểu mà tranh thủ thời gian á. Chứ công hồi họ căng dưới xong mà họ chạy ghe lên nữa thì được lón này nữa rồi phải ngồi đợi một buổi nữa. Ồ có con hồng cờ bạn thấy không? Đó nó chết rồi đó. Ồ bà ba ơi, có con cá hồng nó khờ nè. Nó đổ phình lên kìa. Kìa đổ ông lấy nghe nè. Cái gì? Quỷ ơi. Đổ ông lấy nghe nè nè. Lâu nữa kìa. Tào lao. Tốt nữa đủ rồi. Còn bên đây sư mẫu bà cũng mới thăm tay lưới cá sát về nè. Sao bữa nay tình hình sao sư mẫu? Bữa nay trên bờ lỗ đầu. Còn dưới nước là có là không bể đầu phải không? Lưới bể dằn cá mà bà nói chuyện bà phải nghe kỹ lên nha. Dằn trên bờ bể đầu, rồi dằn xuống nước không bể đầu. Đúng rồi, sư mẫu bà dạo này bà cũng giống hơi đại ca lọc mình mà nói chuyện cũng phải trên trời xong mới tới đằng chung. Nhà trên núi hả? Thì đó, bởi vậy bà nói phải không? Bà nói giờ phải suy nghĩ cho kỹ ra câu nói của bà được. Chuyện đời nói của bà không? Chắc còn nguyên đội quân thấy ngồi thấy hoành tráng kìa không? Rồi cái máy oxy này nó ồn. Do nước bây giờ nó hơi đứng mà, bởi vì mình phải chạy cái máy oxy nè. Với lại thêm cái thợ họ lặn đó, họ lặn cá khờ đó. Tức là cái người mua cá khờ này là họ tự lặn luôn, họ lặn cho mình luôn. Rồi họ đem cá lên họ căng. Nó dầm gì tí vô bước đứa con gái kìa, con dâu. Nãy giờ được mấy con này cao thủ võ lâm. Chứ quất hả? Thằng ơi, chứ quất trời. Câu một chuối rồi nè, bán ngót mà. Chứ lại nước giờ nước đứng rồi, cá hết ăn rồi, không nước chảy á. Giờ ra cá họ tới bạn, nhưng mà cái rãnh chính giữa đó dạng như là nó hơi nhỏ kìa. Cái ghe nó vô hơi khó. Tại vì phía ngoài này là cái bè 9-15 của cô ba đó bạn, đậu cái chết ngoài nè, mình đâu có thể nào vô được. Hồi lúc trước á thì không có cái bè này, mình cặp cái ghe bên hông này nè. Mình xúc cá rồi thôi nó dễ. Còn bên đây là thêm cái bè của con beo nữa nè. Bây giờ cô ba bá trường một cái rãnh đó mà sao cái ghe nó hơi bự thì sao? Vô cũng hơi khó khăn. Cái chỗ củ sủ đứng là lúc trước mình có quay cái clip chài cá đó. Cá sát là mình với củ sủ quăng cái chài đó chợ 2 ký mấy cá sát một chài một à. Bây giờ nhớ lại còn thấy ham. Trời cái ghe này rộng nhỏ quá, nhỏ chuông vô không được. Bởi vì thấy nó hơi nhỏ, ghe này bự quá bự. Giờ chỉ còn cách đó thôi chứ giờ còn đâu cách nào nữa đâu. Tại cái bè ở ngoài đây rồi đâu có thể nào mà dời cái bè được. Giờ cũng cần phải có thời gian. Do cái máy chạy hơi ổn bạn thông cảm nha, do bơm oxy nè. Ủa cái ghe này bự quá trời bự, bự hơn cái ghe đợt trước, cái sức cá đồ hồng của cô ba với con củ sủ nữa.
chừa cái rảnh, chừa cũng nhỏ không chừa cái rảnh cho bự nữa, nuôi cá nhiều vô có nhiều đó là quý. Thấy cô bà mình nó nâng cao xanh vàng, có nhiều đó là quý. Bà tận dụng không còn cái gì hết á, không với lại cái ghe này bự quá. Ừ, thời tiết bây giờ nó nóng nực bạn ô, không có miếng gió luôn mà nắng chan chan. Con còn cá khờ kìa, nó nở nổi lên kìa, trăng thành nhôm mười mấy 20.000 con. Có ngày chỉ cần cá khờ nổi lên là sẽ có cô ba mình liền, tranh thủ chứ. Đó, nó nói review bạn coi nè, khui đó liền chợ bún ngon lành. Cá khờ đó mình để ốp đá đó, cách ngày hai ngày là có người ta lại ta căng cá khờ. Hai cốt can ơi, hai cốt can à. Dư đang cho cá ăn nữa, bè của Tẹo Ba Phát cũng chuẩn bị sức. Cho nắng mà nóng ngồi bức dễ sợ thiệt chứ. Ồ cái ghe này có đầu tư trời, quá cái ghe này có đầu tư kìa, có miếng giải nhiệt che mát đó đó, che nắng đó. Trời, mấy cái ghe trước cũng có mấy cái ghe mà mình căng cá nó không có mua chặn đó, cũng đâu có đâu. Cái ghe này có đầu tư ha. Trời ơi, ca lọc mình giờ này ngáp rồi bạn ơi. Giờ này không ngáp rồi kìa. Bây giờ bắt đầu người ta phân lại nè, theo luống luống đợi đại khái khoảng 500-700 kg một tấn gì thôi, chứ mình không có dồn một lượt được, dồn một lượt cá nó sệt quá, nó yếu. Chia hai cốt cán đang ba cầm bình nước ra chả đá qua, thời tiết của nay nóng nực quá oi bức, ở ngoài sông còn vậy trong đất liền chịu sao nổi, không có miếng gió nữa. Chả đá hay nước dừa bài. Dạ cá khờ rồi bà hai ơi, bà ba đâu rồi, cá khờ kìa, dùng đại lên bụi cỏ cũng được đó anh. Ừ đó, 20.000 con đó. Không biết là cái mối này là hãy quên hỏi bạn, tức là họ có đậy mũ hay không, tức là mình đậy cái bao mà cho cá nước nó đừng có văng ra đó, thì cái đó là có thỏa thuận giữa cô ba với cái người thu mua cá này. Nếu mà họ đậy bao thì giá sẽ thấp hơn chút, còn họ mà không đậy bao thì cái giá sẽ cao hơn, để dạng như mình trừ cái vụ cái tỷ lệ mà cá mà khi mình xúc phi mà nước nó văng ra ngoài mất số ký á. Chạy cái ghe vô hơi khó, bởi vì xúc cá càng hơi khó khăn chút. Bây giờ đầu ta lón là bạn coi cá mà đầu nó lên rồi nè, thấy ham chưa? Ủa nhũng mê quá bạn ô kìa. Ồ rồi chỗ này nè, cá thiệt chứ. Ôi nhìn sợi sói đó. Ôi nhìn thấy hào quá bạn ơi. Cái bè này của cô ba bá nuôi có mấy cá hồ nữa đó, tập lum cá cho nha, cá ét u từ lưa hột dưa, gọi là dèo cá thập cẩm của bà. Bà bán chả cá ở dưới chợ đó, rồi lâu lâu thấy người ta bán cá hồ hay mấy cá này nè, mấy cá nào nó hơi lạ lạ đó, rồi bà mua về bà dục vô bè bà nuôi nè. Này mình lấy cái giải mùng riêng nữa, làm cái túm nhỏ đó để mình lựa cá ra, cá nào hơi nhỏ quá rớt lộ thì mình dục qua, một là mình bán cho cái mối khác để cái giá rẻ hơn, hai là mình nuôi lại mình đợi nó vô số ký vậy nè rồi mình mới bán. Ủa nhìn con cá sao xấu kìa, ham thiệt.
Nhìn thấy ham không? Cá bà ba bá nuôi giống như bà hai cốt cán á, con nào nấy mập lụ khúc. Thiệt chứ bộ, bà ba bá nuôi cá giống như bà á. Cái bè này bà ba tính ra bà nuôi mấy con cá hô nữa đó trời, 5-6 con gì cũng biết nữa. Rồi cá bà Vinh bà ăn chà bá lửa, nào nay biết nói. Vô Đồng Tháp quê tôi là ra liền à. Chắc mai mốt mới được, tại vì phải chỉnh sửa lại nữa. Ờ để anh bìa nhìn là biết liền à. Gì bà ba giang hồ, trời ơi trời té bà ba, dẫn quay bà ba. Có ai chơi trong đây không đó nha. Bạn thấy gì không, của ba mình cái gì với tiền quá nhanh lắm bạn, chưa hết chưa găng cá bóng hóng lên rồi đó. Cái gì chịu nóng. Người ta đang lựa mấy cá, gà cá nào mà rớt lội á, giục qua một bên. Thì thường ở đây họ lấy tầm 700 gram trở lên mà, cũng tùy theo cái mối. Rồi cá rô phi nữa kìa. Cá rô phi cũng nhiều, cũng nhiều ta. Cá rô phi này không phải là nó vô mà nó lúc mình mua cá con á, nó lộn xộn vô với mấy cá đã hồng nè. Như một số cá he mà Vinh đồ cũng vậy. Cá he thì cô ba sau này bà có nuôi, bà có mua một ít bà thả vô nữa. Bây giờ bắt đầu họ chuẩn bị xúc rồi đó, xúc cá lên căng à. Cái mối này là họ đẩy bao, anh Lộc anh, nhiệm vụ của ảnh là đẩy bao. Ừ, giờ xúc lên. Dạ cái ghe đậu này hơi khó quay phim dữ vậy, mình cũng khó lên phía, mình cũng khó lên ghe quay nữa ta, căng thiệt, tại mấy chỗ đó nó cẩm quá rồi. Góc quay này, góc quay của cái bè này hơi khó khăn, các bạn thông cảm, nhìn nó hơi hạn chế xíu. Nó là cá hồng qua câu phụ được gì phụ, tại vì ở đây là họ có nhân lực hết rồi. Còn cái trên kia cái máy hơi ồn đó là do họ chạy, họ bơm nước vô họ tạo oxy á. Cá là hồng này các bạn nó ngót ngon lắm, hay coi lẹt hay là kiểu cá chiên sụn. Rồi mấy anh em mình có làm cái clip hấp lục bình mà, trời cá còn tươi ăn đã gì đâu, đã lai gai đinh lăng hết bài. Cá hồng được cá thịt ta hiền, mấy ít xương đó, mấy người dân họ ưa chuộng mua lắm. Thường mấy người dân họ đi chợ đó là họ thường mua cá đồ hồng vàng. Ồ, bài bản ghê ha. Bài quá bài bản luôn. Rồi có thế xúc. Rồi cái hồ kìa đó. Con nghe nó có dèo bả nuôi 5-6 con lận mà. Bả còn nuôi, bả định nuôi nuôi cá mập nó lúc xúc cản bả đó chứ. Ở ra ngoài hết con, ra ngoài hết con. Sau lưng con chết bạc.
Tại cái nón thêm cái ca nữa, tại không đụng hàng luôn. Tạo cái nón thêm cái ca nữa. Rồi mấy anh mua cá là vô đứng lắm. Quay mối rồi quay pin vô đứng cà gỡn, cà khỉa nhau vô. Bẹ hơi khẩm nên hạn chế bà hai đi tới lui nha, cái đó khuyến cáo đó nha. Bữa nay bẹ nó hơi khẩm nên hạn chế đi lại. Thường là mình thấy hình như là ba sọt là căng. Thì mình nước mình trừ hao trước là 30 kg, bắt đầu mình căng lên đó thì bắt đầu mình trừ ra, mình phao lại á. Còn cũ của sủ thì nào giờ công việc rất là quen thuộc, đó là tịnh nước 30 kg. Cái hô hô quá gì đó, gô hô luôn. Hồi nãy là cái gô hô bạn ơi, chứ không phải cái hô, tại nó lú cái đu lên đứng đâu cái hô. Cái hô nó còn ở trong đây nè, còn không biết cái dèo, không sợ, không biết nó trong đây hay là ở phía ngoài nữa, tại chưa có lón hết á. Bộ mau với trời, con lón này mấy trăm ký xúc bóc hành xong nhau để xui á. Cá hồng của cô ba nhìn chung nó rất là đạt rồi mà. Cái số lượng mà mình nó rớt lội cũng không có bao nhiêu hết trơn. Lại nhìn chung con cá nó rất là bập, nặng ký. Được chưa? Còn cá rô hô nãy giờ nó manh động vô hoài. Rồi 2-3 con luôn kìa. Ôi nó phóng mày. Đúng cái dèo của bà ba, cá gì cũng có hết trơn trời, tầm lum cá chứ. Trời ơi, dừng nó ra xong à. Dục đại bên kia đi. 2 với bà ba giang hồ này mà bả mà ra xong từng con cá ba rứt từng con gục bạc bạc á. Rồi vậy là xong lón mà nhanh ghê thiệt chứ. Đúng là làm chuyên nghiệp có khác, tốc hành. Còn bên kia siêu mẫu bà đang cho cá ăn kìa bạn coi. Ô, đẹp quá trời, đẹp luôn bạn ơi. Nhìn thấy mê không? Cái đôi hồng còn nhỏ này nhìn nó đẹp hơn. Cái màu nó rõ gực kìa. Ồ, thấy ham không? Bè đó, bè của con bèo đó. Bè lớn, bè 9-15. Giờ đây mấy đề ca ở đây cũng đang lón lại lần thứ hai nữa nè. Lớn nó được nhiêu ký bà ba giang hồ? Năm 600 hả? 400 mấy hả? Thì cho 500 đi, thì chẳng dễ. Lón à, lón rồi là 500 ký thôi. Chắc bữa nay hình như là khoảng 4 lón rồi, nghe nó bắt khoảng đâu tầm 2 tấn á. Rồi mấy ngày sau họ mới tới bắt lần nữa. Thì nhìn chung thì cái bè của ba thì ai cũng đánh là khoảng 8 tấn mà. Nó ít hơn cái bè trong đây chút. Cái bè trong đây hình như là hơn tháng trước á, cô ba mới xuất hình như là 10 tấn hay 11 tấn gì á. Bè này nè. Còn bên đây bà hai cốt cán cũng đang cho cá nó ăn. Cái dèo này cũng dèo của cô ba luôn. Mà dèo nhỏ kiểu dạng 6 vuông luôn. Còn cái rảnh bên đây bà cũng tính nuôi nữa nè, nhưng mà không được. Nếu mà mình nuôi luôn bên đây thì sau này khi mà ghe thức ăn hay là cái ghe cá này nè, thí dụ vậy nè, là không có chỗ mà ghe nó vô thì đâu có xúc cá được. Nên bà chừa một lõm chỗ đó đó để ghe nó vô. Chứ không thôi là bà làm luôn cái dèo bên đó luôn rồi. Ở sẵn đây mời cả nhà miếng nước đá luôn nha. Trời ơi, nắng nóng khát nước. Cụ trà đá luôn mọi người, cái này cháy đá không? Quất khoát vô tới nái liền. Mời cả nhà nha, trà đá, trà đá. Bia uống ngọt sắc luôn ha. Thấy lựa cá
rửa cá bằng cái bằng cái ca này thấy lại chất lượng hơn ta. Tại cá đồ hồng mình thấy với ngạnh cái gai sinh sống á, muốn rửa nó những khi chụp đó, mấy người nào không quen quen á thì mang ô tay chắc ăn hơn. Ừ, ta cá ở ngay ha, không khác gì trong tranh trong phim thiệt chứ. Ở trong clip mà bạn thấy vậy đó, mấy bạn xem vậy đó, chứ ở ngoài bạn con nhìn nó đã, nó mát còn mắt hơn nữa. Tại mình ở ngoài thì mình coi thực tế hơn. Con cá đôi khi mấy bạn xem trong clip nó nhỏ nhưng mà ở ngoài nó bự lắm. Mấy con cá này tầm 1 kg ăn lên không nè. Này nhiều đếm. Ở cũng này tỉnh giao công việc đẩy cá cho đại ca Lộc chứ tèo bao phát mình luôn. Thấy họ làm quen thấy chuyên nghiệp kìa. Gọn hơ, cái thao tác họ gọn hơ, nhanh gọn lẹ. Còn đằng kia họ lón xong rồi nó dồn lên đây qua trời qua đất luôn. Chắc như cái lón này nó dư chắc luôn rồi đó. Mình thấy cái lưới này trắng nè, hỏi họ lón rồi nè. Cái này em nghĩ đâu không có dưới là 3-4 tấn đâu, tại vì họ bắt đâu tầm 2 tấn mấy nè, mà nãy giờ căng đâu sơ sơ cũng gần 1000 kia. Hồi nãy cô ba nói là mẻ đâu kia gần 500 kg, cũng gần 1000 rồi đó, mà còn quá trời cá sau này nè. Ngồi bắt dư thì bắt đầu họ xả ra, thì cô ba phải cho ăn đâu mấy ngày sau đầu họ tới họ xúc lần nữa là sạch bách luôn. Tại cái ghe này theo mình biết á là mỗi lần mà họ bắt cá là khoảng 6-7 tấn cái ghe, bởi vì cái ghe nó bự quá trời bự. Ồ, thấy không, quay phim cực khổ lắm, bọn chèo mới tùm lum hết trơn á đó. Đó cho xuống rồi, cá còn nặng đấy, mừng mỡn à. Trời ơi, cái ghe bạn coi nè, vô đây bạn coi nó bự coi nè. Thấy ớn lạnh chưa? Quá trời rộng luôn. Nhìn cái vàng tạo oxy thôi là thấy hoành tráng. Xuống. Rồi đại ca đậu cái nóng lên. Trời nóng lấy cả. Hả? À, nhiều lượt xem mà có tiền. Ít lượt xem thì đi ăn mày. Vậy đó, quy luật nó vậy đó. Định nếu mà ít lượt xem quá đi tịnh nước giống như cũ có sủ nè. Ủa cái ghe này thường là chở về bến tập kết ở đâu anh? Bình Tây hả? À ghe này về xong gì đâu, họ có chạy về bến xong bắt đầu họ mới căn cá ra rồi họ đóng vô xi vô bao á, rồi vận chuyển nó xe tải rồi mới chở lên mới chợ đầu mối. Thấy chứ nó chạy qua nhiều công đoạn lắm. Bên đó thì cũng có hai người ghi số cá đó, bà chủ cá với cô ba giang hồ. Mèo đầu bữa nay ra múa lửa nữa kìa, cái tay sô đít múa lửa. Ủa, cũ cái sủ giờ không tịnh nước quen biết như năm trời chuyên nghiệp không, cái thằng đổ cái là đúng 30 kg à, đinh lăng nhập nó còn dữ dằn hơn mà, ăn chín còn chính xác hơn 100% nữa đó, cái này chỉ có 99% à. Thấy cái tịnh nước cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu nha, mình quen mình mới được nha. Tại cái dòng nước tự trên nó đổ xuống đó, mình biết tới cái mí nào đó mình dừng lại là nó đúng 30 kg. Nó mà hao này nè, coi dòng nước nó đổ vô nè, chứ không phải nó nhấp đâu, nước là đổ liền hồi. Thứ gì chịu nổi. Giờ mới đây xong lón rồi là mau thiệt chứ, hai lón rồi đó. Đúng
của cái ghe đậu chỗ này khó bị các bạn thông cảm luôn nha. Làm gì nó hơi hẹp quá. Ghe vô được. À. Mấy chỗ kia đậu ghe vô đón khó á, quay phim dễ lắm, tới lùi góc quay cũng dễ. Rồi xong lón rồi đó, giờ bắt đầu chuẩn bị tới lón thứ ba, nhanh thiệt. Đúng làm chuyên nghiệp có khác. Mấy anh em mình ở đây giờ làm cũng tương đối các bạn, mới đầu còn nhiều cái bỡ ngỡ lắm, làm nó lộng cộng tùm lum tùm la. Hên là cái ghe này có cái miếng giải nhiệt rồi nó che nắng cũng đỡ. Cô ba mình ngồi ghi số cá hay hoành chén ghê không, tài bóng lia lịa. Mình nuôi cá bẹ ở đây thì mình nuôi xây tròn mà, chứ đâu có ai mình nuôi kiểu đồng lọt hết trơn á. Đồng lọt đâu có đủ tiền mua thức ăn. Kiểu bữa nay bán bè này thì tháng mấy sau như rồi đó. Thì cô ba bán rồi đó tháng mấy trước, rồi giờ qua bè này. Nhưng mà đợt sau này thì lại lâu nha. Tại cá bên kia cũng mới thả 1 tháng à. Còn nếu mà cô ba muốn xuất bè cá nữa thì khoảng tầm 4 tháng nữa các bạn thì mới xuất bè cá nữa. 4 tháng nữa là xuất cái bè bên trong ngược lại đó. Cá này mình nuôi là ở 2 tháng cuối cùng á, là 2 tháng đó là nặng tiền thức ăn dữ lắm luôn. Tại lúc đó cá nó lớn, một ngày mà cho ăn mười mấy, 20 bao vậy đó, một bè này nha. Còn lúc mà cá còn nhỏ bạn, ngày dùm khi nửa bao, bao, hai bao là cùng à. Còn mấy cá mà khoảng 2 tháng cuối á, cá mà vô đại khái khoảng nửa ký một con á, là lúc đó là một ngày một cái dèo 6, 12 vậy nè, là nó quất lần mười mấy 20 bao. Còn cái bè lớn con beo nó còn dữ dằn nữa. Hàng quảng cáo chất lượng cao mà. Đổi ca là đúng không? Rồi đổi, đổi anh bìa đổi ca là ông đó. Tại sao đó là ghi cái dòng chữ là đẹp ca nhất miền Tây đó là ra liền á. Đặc biệt nhất là trong đội bắt cá là có anh đó là anh đổi cái ca. Ồ cá rồi. Đó là đặt ít vàng xanh vô cái cơ cho con cá cứng cáp lại đỡ chóc dãy á. Cái đó cũng không phải là gọi là quá chắc hay độc hại gì nha, nó cũng bà là có loại gọi là cái quá chắc mà kiểu như cho con cá nó cứng cáp rồi thôi, chứ nó không có gọi là chắc độc hại gì hết á. Lúc trước cũng có một số cô chú hỏi là cái đó là cái vàng xanh vậy nó có độc hại gì không, thật ra nó không có gì hết á, nó chỉ đợi giữ cái độ cái dãy con cá nó cứng lại thôi. Rồi một hồi á là bắt đầu là nó cũng sẽ cái dãy con cá sẽ trở lại bình thường, tại sợ trong cái lúc mà như vậy nó lón vậy nè, cá nó hẹp quá, con này đụng con kia đó, sợ nó chóc dãy. Bên kia là Missy nướng nương mình đang cho cá ăn đó. Tại do cái mối thu mua cá bạn họ có đủ nhân lực rồi. Bởi vì mấy anh chị em ở đây cũng không cần gì phụ nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái lón thứ ba nữa kìa. Còn bên kia bà Sư Mẫu ba cũng đi bển cho cá ăn nữa đó. Ở đây thấy mỗi ngày thấy khung cảnh mỗi khác không? Bè nó cứ chơi dịch nó thay đổi tùm lum á. Cái đồ bén nãy giờ chưa thấy cái hồ nào hết trơn kìa, nó ngoài hết hay sao rồi, cái hồ khôn thiệt chứ. Ồ, cá đó cá ép rồi. Cá phi 2-3 con nè, đen đen á. Cái dẹo bà ba này sao cá phi dữ vậy ta? Cá phi này lúc mà mua cá con sao nó ta nó lộn vô cá nó hồng nè. Ê. Vẫn chơi mày, vẫn chơi mày. Vô. Hãy
Nhìn Lộc thấy cười xíu đạp. Nhìn mà có lòng mà nhìn đại ca Lộc mình là thấy mất cười quá, ngộ quá. Bởi vì phân công ra công đoạn cũng hay lắm, hai người nhỏ con nhất cái làng bè này là đẩy cá. Đều quá phát với Lộc đại ca mình. Cho nắng không thấy gõ. Cá này lón dư rồi. Đó là mẻ thứ ba, hồi nãy một mẻ đầu là 500 kg rồi. Như bắt có 2 tấn à, tấn mấy à, mà còn quá trời đi nè. Lộn ngự dân. Không mà tính ra cá bà ba bà nuôi đẹp đó, bà thấy cá nó đều nè. Cá dẹt không có nhiều chân á. Con nào nó mặt còn lù không trời, nó không giống mình chứ. Nó cá he cái mà dinh, ủa có lòng tông bằng con kìa. Ủa nó ngự chân rồi bạn ô lên chứ. Có lòng tông á, vậy mà mấy anh em mình thả lưới bể đầu hoài à. Nó khôn lắm bạn. Nhiều lúc thấy nó ụt như mâm xôi vậy đó, nó ăn móng á. Mấy anh em mình đem ta lưới cá lòng tông ra thả không dính chứ. Được có mấy con len que à. Lội quá trời lội không. Nhìn mấy cá lòng tông này nhớ một thời tuổi thơ dữ dội đùng đùng. Hồi nhỏ mình phải đi bắt mấy con sâu mà bông bụp á, hàng gạo hay là móc tép rồi á, xuống sông á giật mấy cá lòng tông này nè, rồi giật thấy mê lắm. Bào cái này luôn hả sư mẫu? Rồi bà bào đâu mới được, mới gần nhút rồi mà muốn nè. Cái muốn này hái cũng đần ngộ ha, cũng có điều dữ ha. Hái có gì thông nịch mà điều ghen ha, cộng nào cũng lấy điều ghen ha. Chắc nghe hái ở chợ. Mới đây thấy chuẩn bị xong rồi đó. Lần sau họ lại họ bắt hết luôn mới nhiều. Khoảng đầu 6 tấn hơn nữa đó là họ bắt một lần một là xong luôn á. Cái dèo của dì tí đó, tức là cái ghe này hồi sáng giờ họ căng dưới đó đó, cái dèo kế dèo bà hai đi đó. Là cái dèo đó của dì tí lớn lắm, bà nuôi tí cũng nhiều dèo, nó toàn là dèo 9-15 dèo lớn không. Bánh tà bà nuôi cũng kiểu dạng xe tròn mà, là bà nuôi mà, nhưng mà cái là bà nhiều dèo. Tức là hình như là tháng nào bà cũng sức hết trơn á. Mà sức có số lượng rất là lớn luôn, tại vì bè lớn mà. Cái ghe này bắt dưới đây, ghe này nè bắt dưới đó, nó triền miên luôn á. Bắt mấy ngày nay mới hết rồi đó, nên mới bây giờ, nên hôm nay mới lên tới bè của bà bắt nè. Năm nay cá hồng được cái nó có giá cao bạn ơi, bởi vì ai cũng vui mừng hết á. Nhìn chung thì ai nuôi cũng có lợi hết á. Chứ hồi mấy năm trước ai cũng nuôi cá bè cũng quải thấy bà luôn. Nhưng ngược lại cái tháng này nha bạn, là cá đưa hồng con nha. Là tức là cá đưa hồng con trên anh Cam đó, anh gửi Mr. Đen nuôi đó. Rồi mình cũng có quay một clip đó. Cái loại cá đưa hồng nuôi hàm đất bạn, ngược lại cái tháng này nè nha là họ lỗ sặc máu luôn. Tức là có nhiều người, cách đây khoảng 3 tháng bạn, là có nhiều người ta nuôi cái hầm cá đưa hồng đó. Ta nuôi quá nhiều cá con bạn. Đâm ra là cái người ta nuôi cá bè nè, là nó bị dư thừa ra. Bởi cái giá cá mà đưa hồng con nó rớt, nó thai thảm luôn. Mình nghe nói đó là hồi cách đây hơn một tháng mấy trước ha, là giá đưa hồng con đó nha, là tầm đại khái hằng như là 4-5 ngàn bạn. Một ký á, bây giờ mấy bạn biết còn nhiêu ký không? Có 20-mấy ngàn, tức là cái giá cá nó rớt hơn phân nửa luôn. Bởi vậy mấy cái người mà nuôi cá hồng con ở cái tháng này nè, là họ lỗ quá trời lỗ luôn. Bởi vậy bạn thấy nó nghề nuôi cá, bạn thấy đôi khi nó không phải dễ ăn đâu. Nó lên xuống thất thường lắm. Cái nghề nuôi cá bè này cũng vậy. Nếu mà nuôi cá bè dạng như ai cũng dạng như là cũng chắc ăn có lợi hết trơn các bạn. Thì ai cũng đã nuôi cá hết rồi. Ở đời cũng vậy, thì bất kỳ một cái công việc nào cũng vậy. Không có công việc nào mà chắc ăn 100% là có lợi hết bạn ơi. Cái nghề cá bè thì năm nay dạng giờ do 2 năm trước là do thua lỗ nhiều quá nên người ta nói chung là phá sản nhiều đó, người ta không có nuôi cá bè nữa. Bởi vậy cái nguồn cá mà năm nay nè nó bị hụt, đồng nghĩa với là cái giá cá nó sẽ lên cao là vậy. Nhưng theo mình nghĩ thôi, chắc cũng khoảng 1 năm tới thôi thì cái giá cá bắt đầu nó sẽ rớt xuống thôi. Thì tại vì có lời nè thì nhiều người họ sẽ ra nuôi bè tiếp, thì lúc đó cái nguồn cá nó sẽ dư thừa thì giá cá nó sẽ xuống lại thôi. Cái mình nghĩ là vậy, cái nào nó cũng có phong trào một thời. Nhưng được cái mà nói sông Tiền này thì mình nuôi cá bè này nó có lợi hơn ở mấy chỗ khác. Do cái sông nó sâu nè, cái dòng nước nó chảy mạnh.
bởi vì nuôi con cá nó có đạt chất lượng hơn là ở mấy chỗ khác. Mình nói thí dụ đơn giản các bạn hiểu dễ hiểu hơn chút mà, tức là mình nuôi cá bẻ ở đây phải không, thì thường trung bình là 5 tháng là mình sẽ xuất, tức là tính từ cái lúc mà mình thả cái hồng con như bên bè của ba nè, ví dụ là vậy, là từ tính từ lúc mình thả cái hồng này phải không, tới lúc mà mình xuất bè được như bên đây á là 5 tháng. Còn ở mấy chỗ khác thì theo mình hỏi mình biết nha, là họ từ 8 tháng, người nào nhanh dữ lắm là 7 tháng mà. Có chỗ 8 tháng, 9 tháng. Đó, bạn thấy cái thời gian nó kéo dài ra thì đâm ra con cá mình sẽ không có đạt chất lượng. Ở mấy chỗ khác nó nuôi khó hơn ở chỗ sông Tiền là chỗ đó. Bởi vì mấy anh em ở đây ở sông Tiền này mình nuôi cá bè được cái lợi thế là chỗ đó. Do cái sông nó sâu với cái dòng nước nó chảy mạnh á, con cá nó mau lớn hơn. Rồi hình như đủ số lượng hả? Đủ số lượng rồi đó bạn, nhanh ghê không? Vậy là xong, nhanh gọn lẹ. Bởi vì mình nghi lắm, còn dư lắm nè. Còn ở đây nữa, còn ở đây nhiều lắm nha. Để lần sau họ gạn một lần luôn. Bên này hơi tiếc chút xíu là mình không có được thấy mặt cá hồ cho bạn coi nha. Hồi nãy chỉ có cá rùa hù thôi. Mấy cá hồ công nhận nó khôn thiệt chứ hả? Gùng vô đóng cá vậy mà không có cá hồ nào vô trong kìa. Bây giờ họ chuẩn bị họ rút quân về đó, đủ số lượng rồi đó. Giờ là họ tranh thủ họ chạy về bến tập kết á, ở trên đây nè. Họ sang cá ra xe tải rồi họ vận chuyển. Vận chuyển ra số ở đây thì mình biết là vận chuyển đường bộ mà. Cũng có thời điểm họ bán cá ở bên Campuchia nữa. Nói chung cũng tùy theo mối. Mà đa phần là họ vận chuyển mấy chợ đầu mối trên Sài Gòn là nhiều. Giờ họ thu dọn chiến trường á, chuẩn bị rút quân. Rồi tranh thủ qua câu cá gì đây ca. Rồi đại ca lòng mình nhanh như sóc mà. Đứng thướng nhỏ còn bây nhanh lắm. Ông đi lan bàn ông lũ lũ nhanh bà cố nhanh vậy đó. Bởi vậy mập mập chứ bự con chỉ đi nặng hả? Chậm chậm hả? Bây giờ bắt đầu mình xả cái lưới trắng ra. Mình tức là mình thả cá lại giống như cũ vậy. Cô ba nó cho ăn đâu 1-2 ngày, 3 ngày gì đó tị. Vài bữa nó mối rồi họ liên hệ lại, bắt đầu họ lại họ bắt lần nữa hết luôn. Tổng cộng là 2 tấn mấy, gần 2 tấn rưỡi á. Cái mối này thì họ trả tiền mặt luôn. Trên đó thì cô ba với cụ sủ đang đếm tiền á. Bán cá xong là có tiền liền luôn. Bà ba nhân hộ bà nói rồi, để tháng sau bà mua cái máy đếm tiền luôn cho mau. Tại bây giờ bà ra hết mấy cái bài cá nữa nè. Không sợ quay tiền thấy tiền quá sợ hồ trên đường bá chạy xe về nhà có giang hộ đón giữa đường bởi vì không dám quay. Nhận bèo đang cho cá ăn nè, chỉ cần 5 tháng sau thôi bèo sẽ thành bèo đại gia liền đó, đại gia xong tiền liền. Mấy bạn thấy cô ba xuất cái bèo là 6-12 của bả tiền cỡ đó đó. Không, nhưng mà cái bè của con bèo hả, bè bự hơn gấp 3 lần. Bởi vì bè của ba không nghĩ địa gì hết á. Bởi vì bạn nghĩ thì tiền sẽ bao nhiêu. Thử mua máy đếm tiền đếm luôn. Cái mối này thì họ trả tiền mặt, nhưng mà đa số mấy cái mối khác thì họ gối đầu bạn rồi họ chuyển tiền tùm lum hết trơn. Lúc trước cũng bị một vố ở đây nè. Cô ba giang hồ là chứ ai, tức là dạng bị ta bị giật luôn mà, người ta giật nợ á. Mà sau này thời gian rồi nhiều người mối giật đó rồi nói chung cũng có công an cũng có can thiệp đó, rồi sau này bắt đầu họ mới trả đó. Bạn thấy vô bán cá này cũng đau đầu lắm chứ không phải giỡn chơi đâu. Bởi vì tâm lý người ta. Rồi. Trời ơi sương mẫu ơi, sương mẫu. Sao tự nhiên gió nổi lên dữ vậy? Cá này ăn cơm luôn rồi. Mà đang nấu tới cái gì rồi bà gớt cái nấu làm phân tâm quên mẹ rồi. Thôi khó quá cho qua đi. Bây giờ ghe bắt đầu họ xuất bến rồi. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Là cái này cũng còn lâu lắm mà, lâu lắm mới đầu mới tới có clip để xuất bè cá nữa. Thì tầm khoảng 4 tháng nữa thì ở đây họ mới xuất bè cá nữa, thì lúc đó mình mới quay nữa. Trời. Chị Đại An Hiệp hả? Chị Đại An Hiệp mới chịu hả? Phải không đó bà nói không nói đó. Châm xá kìa bà. À, mình cũng xin kết thúc clip này ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Chưa khỏi tầm nhìn á, đã khỏi tầm nhìn lên tới trên thành phố Sa Đéc cho nó hả?
thứ gì chịu nổi không. Rồi chào bạn nha, hẹn bạn tiếp sau nha.